Chào các bạn, trong video này F-Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để tiết kiệm 3G trên máy iPhone Vì có rất là nhiều cách cài đặt khác nhau và trong video này mình sẽ hướng dẫn 3 cách đầu tiên trước tiên các bạn vào cài đặt Sau đó thì các bạn chọn vào mục di động Ở dưới đây có mục sử dụng dữ liệu di động cho Thì các bạn tắt những ứng dụng mà không thực sự cần thiết đến Thì như vậy khi bật 3G lên các ứng dụng này sẽ không tự động gửi các gói dữ liệu về nhà sản xuất Cách thứ hai đương nhiên rồi là các bạn tắt dữ liệu di động khi không dùng đến Cách thứ ba là các bạn vào mục iTunes App Store Các bạn tắt chế độ tự động cập nhật đi Hoặc nếu không các bạn có thể để tự cập nhật nhưng mà sẽ tắt mục sử dụng dữ liệu đi động đi Thì nó sẽ tự động cập nhật qua Wi-Fi Như vậy cũng sẽ rất là tiết kiệm 3G Vâng cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hy vọng các bạn sẽ đón xem video tiếp theo về các cài đặt khác Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn